Sự thật đằng sau chuyến đi thăm của chính quyền Hà Nội đối với các nạn nhân trong vụ bảy người chết ở Hồ Tây. Dư luận xã hội đang có một sự so sánh giữa những nạn nhân thương vong trong vụ sốc ma túy tập thể tại Đại Nhạc hội Hồ Tây với vụ việc cháy tại Đê La Thành khiến chục bệnh nhân, người nhà bệnh nhân mất hết tài sản, giấy tờ đang kêu khóc thảm thương tại bệnh viện Nhi Trung ương. Khi một số cá nhân đã vội lên án và xăm soi chuyện ông Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý và lãnh đạo đến bệnh viện để nắm tình hình và thăm các nạn nhân đang điều trị sau vụ việc sốc ma túy vừa qua, mà trong khi đó, chưa thực hiện thăm, động viên tích cực đối với các nạn nhân tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đằng sau câu chuyện này, đó là sự phân biệt theo dệt, huyết âm mưu và có những động cơ giấu sẵn trong chuyện này. Rõ ràng đã có những người tự cho mình là chuyên gia khi nói rằng với việc chính quyền đến thăm, cho tiền ấy sẽ tạo cơ hội cho các nạn nhân trong vụ đại nhạc hội Hồ Tây ngáo tiếp về không thể hoàn lương. Cũng đừng vội nói rằng, nhưng bất luận thế nào, việc thăm các cháu chơi đá, lắc đá vẫn là chuyện rách rời rơi xuống, bởi tất cả chuyện đều có nguyên do của nó. Thứ nhất, dưới góc cạnh của vụ việc thì đương nhiên vụ đại nhạc hội Hồ Tây lớn hơn nhiều. Con số người chết đã lên tới con số 7 và rất nhiều nạn nhân đang điều trị tích cực tại nhiều bệnh viện có tiếng tại Hà Nội. Trong khi tại Bệnh viện Nhi Trung ương, con số thương vong về người chưa được phát hiện và công bố. Do vậy, đừng vội so sánh bởi riêng điều này cũng đã hết sức khập khiển và mang nặng yếu tố duy ý chí. Với lại, thăm, gặp ở đây là tình người. Tuổi trẻ bồng bột đã khiến không ít nạn nhân may mắn sống sót rút ra không ít thứ. Họ đã biết quý sinh mạng của mình hơn, và như thế, sự thăm hỏi động viên ở đây mang nhiều ý nghĩa nhân văn và tích cực. Khi điều đó sẽ khiến các nạn nhân này có động lực hơn, họ sẽ không bị áp lực bởi sự kỳ thị, chửi rủa của xã hội, dư luận. Họ sẽ thấy xã hội còn ưu ái với họ để đứng lên. Và cũng vì thế nên dù biết điều tiếng dư luận sẽ soi mói, sẽ đặt câu hỏi, nhưng ông phó chủ tịch thành phố và lãnh đạo chủ quản vẫn cứ lên đường và không ngại ngường lên mặt báo chỉ vì mục đích khơi nguồn sống cho các nạn nhân riêng vụ việc tại bệnh viện nhi trung ương dù sớm hay muộn thì cuộc viếng thăm động viên cũng sẽ diễn ra hoặc cũng có thể nó đã diễn ra nhưng với cấp thấp hơn ví như không có ông phó chủ tịch thành phố này chẳng hạn lý do thứ ba dù rằng không thấy bản chất nhưng cũng cần được nói đến rằng sau vụ việc đại nhạc hội xảy ra với tính chất nghiêm trọng của vụ việc thì không ít câu hỏi đã được đặt ra trong đó nặng nề nhất vẫn là vấn đề trách nhiệm và trong những điều được đặt ra hết sức tích cực thì vẫn còn đó khối kẻ vẫn như như chỉ chờ có chuyện này để bày tỏ công kích, thỏa mạ giữa chính quyền dù họ biết rằng Nói về trách nhiệm thì chính các con nghiện kia mới là người phải chịu trách nhiệm về tính mạng, sức khỏe của chúng và cộng đồng. Không ai cấm chúng sống lâm mạnh và không ai có thể kiểm soát được chúng cả đêm lẫn ngày khi mà chính chúng muốn bày đàn hoang dại. Đương nhiên, con dại cái mang, bố mẹ của chúng phải là người chịu trách nhiệm trong việc nuôi dạy, quản lý mà không thể đổ thừa cho xã hội hay nhà trường. Trên trang tin chê Làng cũng đưa ra nhận định, tiếp theo chúng ta không thể không nhắc đến trách nhiệm vụ đơn vị tổ chức sự kiện này làm ăn gì thì cũng cần đảm bảo tính mạng cho người tiêu dùng nhiều tờ báo không ngại giật tít như cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan hữu quan trong vụ việc đến đây điều dễ thấy là chính quyền bị tấn công dù các cuộc đại phẫu dù nhỏ to chính thức hay không chính thức đều cho thấy không ai khác công viên nước hồ tây phải chịu trách nhiệm chính cơ quan hữu quan đặc biệt công an hà nội đã làm tốt nhiệm vụ vòng ngoài và xử lý kịp thời chủ động ngay sau khi sự cố chết người xảy ra và dễ thương khi bị tấn công thì dù có chính danh hay không chính danh, phản xạ tự vệ khiến người ta co lại để phòng thân. Giới chức Hà Nội trong trường hợp này chủ động hơn khi không chỉ vào cuộc ngay sau khi sự cố xảy ra mà họ còn hướng đến việc trấn an dư luận bằng những việc làm nhân văn. Chuyện đúng, chuyện sai nên hạt không nên tặng quà cho các con nghiện trong trường hợp này chưa vội bàn đến. Nhưng rõ ràng, chính việc tấn công của đám người xấu, hôi tâm mùi tiền đã thúc đẩy cho những chuyến đi thăm đó. Và riêng với điều này thì nó càng cho thấy tính cầu thị của giới chức thủ đô họ không chỉ làm hài lòng những người lương thiện mà ngay với đám người lưu manh kiếm tiền bằng dư luận xã hội thì họ vẫn cố gắng hài lòng